hello xin chào à, các bạn có thấy cô tấm đang ngồi lựa đậu không <laughs> và một cái điều đặc biệt ở đây là cô tấm lựa đậu bằng tay trái đó nghe. <laughs> siêu ồn quá siêu luôn <laughs> cái vấn đề hôm nay muốn nói là gì là mình sẽ giới thiệu cái cách để mà xoay cái video clip bởi vì khi mà mình quay clip á có nhiều trường hợp nó sẽ bị ngược à, giống như trường hợp này thì mình đã quay bằng camera trước và nó nhìn thì nó bị ngược là mình đang dùng tay trái à, cho đó để làm sao cho nó về cái hình ảnh trung thực nhất rồi đầu tiên mình sẽ vào cái mục video property này bấm vào cái clip để cho nó hiển thị lên rồi ở cái trục y này mình sẽ gõ vào là 180 độ nó sẽ trở về tay phải liền đúng chưa thì à, lúc này à, cô tấm đang lựa đậu bằng tay phải rồi không còn lựa đậu bằng tay trái nữa <laughs> mà để tay trái cho nó thông minh <laughs> rồi áp dụng cái chiêu thức này hoặc là nếu như những cái clip mà bị lật ngược á lật ngược ở trên dưới thì ta chỉnh như những cái cột này cột uh, y cột z cột x đó ba cột này thôi mình chỉ cần gõ vào một trăm mươi Chẳng hạn như đây tôi gọi vào 180. Nó sẽ quay ngược cái clip. À, nếu như những người mà quay bằng điện thoại nó bị ngược á. Xong mà xuất ra máy tính thì nó sẽ bị ngược. Mình vô đây mình sẽ chỉnh cho nó quay. Mình bấm số thì mình sẽ thấy nó chạy rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà mình nít chuột á. Mình sẽ thấy nó quay rất là chậm đẹp lắm nè. Đó, nó là một cái thao tác quay. còn nếu mà mình gõ trực tiếp con số vào thì nó sẽ quay một phát một cho mình thì ở đây mình có thể chỉnh được những cái clip mà mình quay bằng camera trước hoặc là lỡ quay bị lật ngược rồi nhân cái áp dụng cái cái hình thức quay này thì mình có thể mình dùng để mình xoay cái logo rồi ở đây giả sử tôi chèn vô một cái logo rồi bây giờ cái logo này tôi muốn nó xoay khi nó bay ra thì nó xoay chẳng hạn thì mình muốn để đâu tùy mình ở đây tôi chỉnh ngay giữa cho nó dễ coi rồi giờ ngay như đối với cái logo này mới đầu tôi cho nó bay ra à, tôi sẽ chọn cái, cái cái hình thức cho nó bay cho nó bay ra đúng chưa rồi sau khi tôi chèn hiệu ứng đầu thì nó bay ra và tiếp theo tôi sẽ cho nó xoay một vòng tôi sẽ vào cái uh, video properties rồi chúng ta phải bấm vào cái uh, cái, cái cái logo mà chúng ta muốn chèn thì nó mới hiện lên cái Add animation này bấm vào cái ad animation rồi gõ vào đây là 360 độ thì nó sẽ xoay cho ta một vòng sau khi gõ xong ta bấm con chuột ra ngoài để cho nó active cái hiệu ứng cái đã rồi lúc đó ta mới bấm trở ra để ta chỉnh cái thời gian rồi đây ta xoay nè à, kiểm tra ha đó, nó sẽ xoay thì nhanh hay chậm gì mình sẽ thu cái thời gian này lại nè nó sẽ quay nhanh hơn đó đó là trường hợp mà quay theo chiều z rồi tiếp theo đứng ngay vị trí này vừa vừa quay xong chiều z ta đứng ngay vị trí này tiếp tục ta chèn thêm cho nó một cái hiệu ứng nữa quay theo chiều y ha thì ở đây bấm vào cái admination ở đây tôi gõ tiếp là ba trăm độ rồi bấm ra ngoài để cho nó active rồi sau đó bấm để kiểm tra sau khi xong chiều z quay liền chiều y nó gần quá thì ta nhích nó ra một chút chỉnh cái thời gian cho nó hơi dài dài ra một chút à, nó sẽ quay theo chiều y rồi tiếp nữa ta gắn thêm cho nó một cái hiệu ứng là quay theo chiều x à, animation Ad 360 độ active rồi quay theo chiều x à, nó quay rất là nhiều kiểu khác nhau chẳng hạn như ở đây mình muốn là chữ mình muốn có một cái dòng chữ đi chữ nó bay ra xong nó quay chữ thì không thể nào quay theo chiều z với chiều y được chữ thì nên quay theo chiều x thì nó hợp lý hơn chẳng hạn như ở đây tôi chèn một cái chữ nha cho đây một cái chữ nè audio book for life rồi cái chữ thì mình sẽ cho nó nằm dưới này chẳng hạn đúng không canh giữa luôn cho nó ra giữa luôn rồi lúc này mình sẽ chèn cho nó một cái hiệu ứng vô đây thì cái chữ này nó sẽ xoay mình sẽ chọn cho nó cái uh, chiều x ba trăm sáu mươi rồi kéo cái thời gian để cho nó quay cái độ tốc độ chậm hay nhanh á. Oh. Thì giả giả sử chữ thì mình muốn khi mà nó mới đầu nó ra nó phải có cái chữ giống như là viết thì mình chèn cho nó một cái um, cái transition cái chuyển cảnh là chạy chữ này đi. đó thì khi chữ nó vừa chạy ra là đứng một xíu bắt đầu xoay một vòng còn dụ như mình muốn nó lâu lâu nó quay thêm vòng nữa. Giống trong cái clip mình làm á, nó sẽ quay rất là nhiều lần chứ đâu phải nó quay có lần đâu. Và với với cái chữ này thì mình chỉ cần nó quay một kiểu này thôi. Mình không có nhiều không có chọn nhiều kiểu như cái logo. Ha. Thì ở đây chẳng hạn chạy ra xong nó xoay như vậy. Rồi bây giờ tới cái khúc đằng sau này mình mình muốn cho nó xoay kiểu đó nữa thì sao? Thì lúc này mình lại đứng ở đây, mình chèn tiếp một cái video properties và bấm vào đây thì lúc này nó tính là ba sáu mươi rồi mình phải cộng thêm ba trăm sáu mươi nữa là nhiều là bảy trăm hai mươi đúng không thì ở đây mình sẽ gõ vào là bảy trăm hai mươi đó rồi bây giờ nó sẽ quay nè chứ nó không thể là ba mươi nữa được tại vì cái này là cái thứ hai và mình sẽ phải cộng lên vậy đó mình phải cộng nhiều lần vậy đó chứ ba trăm sáu mươi nó đã, nó 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 không có quay tiếp lần hai được nữa dài thời gian quá thì mình sẽ thu ngắn thời gian lại không cái này nãy mình mình chưa có active ra ngoài bỏ này đi rồi giả sử tới chỗ này mình cũng muốn nó che nó quay thêm một lần nữa cùng cái hiệu ứng đó đúng không thì mình chèn thêm một cái hiệu ứng nữa nè rồi sau đó gõ vào đây là 720 tại vì 360 đã quay rồi và tiếp, tiếp cái thứ hai mình cộng thêm một lần nữa là nó ra 720 sau đó nhấn ra chuột ra ngoài cho nó active cái đã nhiều, nhiều khi tôi cũng cũng lầm hoài tôi cũng đè đây tôi kéo hoài là nó sẽ sai nhấn ở đây cái đã rồi sau đó mới cầm kéo này kéo chỉnh thời gian thì cái con số này nó sẽ không bị nhảy còn nếu mà mình lúc mình chưa có bấm ra ngoài mình kéo nó sẽ hiểu rằng cái độ xoay á nó vậy đó bảy trăm hai mươi phần sau là bảy trăm hai mươi quay tiếp là trăm hai mươi đó tại vì tôi để cái thời gian nó dài quá thì nó sẽ quay chậm rồi ở chẳng hạn như khúc này mình muốn cho nó quay nữa thì mình 720 cộng tiếp 360. Nói chung là cứ 360 cộng 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 tới vậy đó. Thì mình muốn nó bao nhiêu lần thì nó bấy nhiêu lần cộng vô cái 360. Còn do ở dưới này tôi quay hai kiểu khác nhau. Thì tôi chỉ cần chọn một lần. Chẳng hạn như hồi nãy đằng này tôi đã cho nó quay xoay kiểu này rồi. Đúng không? Rồi, tới tiếp đây tôi lặp lại cái cái chiều quay kia. Thì cũng tương tự như cái làm cái chữ hồi nãy. Tôi add animation vô đây vào đây tôi chọn tiếp là 720. Rồi ác đi ra ngoài. Rồi chỉnh cái thời gian kéo ra chút. Thì đến đây nó tiếp tục xoay tiếp nè. Đó. Cứ như vậy. Mình đặt bao nhiêu chỗ thì mình cộng lên. Có khi nó lên ra mấy chục nghìn nữa. Cái số á. Cứ 720. Xong rồi tới cái thứ ba lại cộng tiếp với 360 độ lên ra ngàn mấy đó, xong rồi cứ cộng nữa cộng nữa nếu như mình muốn đặt tới khi nào mình dừng thì thôi. Thì đó là cái um, vấn đề hôm nay. À, chỉnh những cái clip quay bị ngược và làm hiệu ứng cho cái logo à, có thể xoay theo chiều mà mình muốn à còn một cái vấn đề nữa à, sẵn đây tôi nói luôn rồi riêng cái vấn đề này nữa này, ở đây tôi có một cái clip như vậy đi tôi muốn chèn cho nó nằm giữa cái màn hình oh. không có giữa giả sử như ở đây tôi muốn có hai cái clip tôi copy hai lần ra chèn ở đây 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 một cái nữa nhưng mà để song song như vậy thì nhìn nó không có được đẹp mắt lắm mà mình muốn cho nó xiên xiên xéo xéo vô một chút á để giống như là cái cánh cửa vậy đó ha à, thì ở đây mình sẽ chọn ở đây nè mình sẽ chỉnh ở cái cái cái, cái cột y này nè ở bên rotation này mình sẽ quay nó mình chỉnh này đi mình quay như vậy cho nó hơi nghiêng nè à. đó nó nghiêng cái vị trí của mình 35 mươi cái dưới này cũng vậy, mình chỉ chọn đây là âm 35 cho nó cân. Bên này nếu mà âm nữa nó sẽ quay cùng chiều nè. Cho nên bên đây mình sẽ chọn 35 thôi thì nó sẽ quay đối xứng. Thì hai cái clip nó sẽ hơi nhét vô vậy đó. Nó hơi check vô trong cái clip mà đợt trước tôi làm đó. cũng có bạn thắc mắc. Thì nó hơi hơi nhét vô rồi đó. Ở đây tôi chọn mình có thể uh... ban đầu mình sẽ chỉnh cho hai cái uh... Chỗ này cho 300. Rồi cái tấm này thì mình sẽ cho âm 300. Nên gõ thông số để nó chuẩn hơn. Ở đây 35 thì nó chưa nghiêng lắm. Mình cho 45 đi. Đúng không? Cho âm 45. Rồi tấm này mình sẽ cho thành 45. Đúng không? Thì hai cái tấm nó sẽ nghiêng. Cái tấm này tay phải, tấm này tay trái. Đúng không? Cái này mình lật đi. Mình lật luôn. bên này mình lật thêm lần nữa. Tức là à 180 mà cộng thêm cho 45 là 225. Đó, nó sẽ đối xứng với cái bên kia. Thì một cái bên tay phải, một cái bên tay trái, nha. Đó là giống như đối phản chiếu gương vậy đó. Thì tùy cái độ của mình mình muốn nó nghiêng bao nhiêu thì mình tăng cái trục y này lên nè. Thì nó sẽ tăng cái độ nghiêng sâu vô trong. Thì đó là mấy cái mà trong cái clip mình có làm. À, có một số bạn thắc mắc thì sẵn hôm nay mình demo lại luôn rồi vậy nha xin chào.